Là một người dùng Red 3 thì mình thấy khá là thú vị khi mà Crane 4 được ra mắt. Và sau một khoảng thời gian trải nghiệm thì đây sẽ là một số ý kiến cá nhân của mình về chiếc Crane 4 này. Để cho anh em đang phân vân nên chọn Red 3 hay là Crane 4. Đây là sản phẩm đến từ hai hãng là DJI và Jizun. Thì hai sản phẩm này sẽ có ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Tùy vào con mắt thẩm mỹ của anh em thì anh em sẽ thích sản phẩm nào hơn nhé. Đầu tiên là về trọng lượng và trọng tải. Với trọng lượng thì Red 3 chiếm ưu thế khi chỉ nặng 1,3 kg, còn Crane 4 nặng tới 1,6 kg. Còn về trọng tải thì Crane 4 áp đảo Red 3 có thể cân đến 6 kg. Oh my god. Wow. Gấp đôi số lượng mà Red 3 có thể cân được. Do đó Crane 4 có thể cân được nhiều loại máy hơn, linh hoạt hơn, là những dòng máy full frame này và những dòng máy cine cỡ nhỏ. Và đối với những sản phẩm khá là nhẹ cân thì Crane 4 không hỗ trợ anh em thể cân nhé. Tiếp theo là về layout nút. Thì mặc dù có hai thiết kế khác nhau nhưng mà cơ bản là hai sản phẩm này đều có đầy đủ các nút vật lý bình thường như một chiếc gimbal. Nhưng với Crane 4 chúng ta sẽ có một trần bánh xe để có thể điều chỉnh phần đèn. Và Red 3 có một điểm cộng lớn khi chúng ta có một nút gạt vật lý để điều chỉnh chế độ. Mà mình cho một điểm cộng cho Red 3 tại vì là cái nút gạt này khá là ứng dụng trong quá trình quay của mình. Cả hai sản phẩm này đều có phần màn hình cảm ứng full chức năng, nhưng phần màn hình cảm ứng của chiếc Red 3 này lớn hơn. Và theo mình đánh giá thì phần menu của Red 3 cũng dễ dùng hơn so với Crane 4. Về phần tiện ích khi mà sử dụng trong quá trình quay thì với Crane 4 chúng ta sẽ có một chiếc đèn phụ trợ có công suất lên đến 10W, điều chỉnh từ 2700K đến 5500K và giúp anh em có thể bổ trợ một nguồn sáng vừa đủ trong một số trường hợp quay nhanh chóng. Đèn cảnh báo từng chục khi cân gimbal, mình thấy là đây tạo một cái nhìn khá trực quan cho anh em beginner. Nhưng anh em mới chơi gimbal thì chúng ta có thể phát hiện ra những chục nào cân chưa chuẩn và cân lại ngay lập tức. Và điểm cộng cực lớn cho Crane 4 là chúng ta có một chiếc mao dọc đi kèm ngay trong sản phẩm. Và mình thấy đây là một sản phẩm có tải trọng lớn đầu tiên mà lại có chiếc mao dọc đi kèm, giúp anh em có thể chuyển từ quay ngang sang quay dọc một cách cực kỳ nhanh chóng. Vậy còn với RS3 thì sao? Với RS3 thì như mình đã nói ở trên là nó có một phần nút gạt vật lý để chuyển đổi chế độ. Mình rất thích cái điểm này. Và tiếp theo là auto lock mà chức năng mình luôn luôn đánh giá cao. Vì auto lock có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong quá trình setup này, cũng như là một nhấn chúng ta có thể chơi về trạng thái cân bằng và nhấn giữ là chúng ta có thể đưa về trạng thái ban đầu để cất và mang đi di chuyển cảnh quay. Và tiếp theo là quá trình vận hành. Thì trong quá trình vận hành thì mình thấy RS3 chiếm thế lớn hơn khi chúng ta vận hành mượt mà hơn so với Crane 4. Và ví dụ như khi chúng ta chuyển đổi các chế độ với nhau thì RS3 tỏ ra cực kỳ mượt mà, còn Crane 4 sau một số trường hợp nó sẽ giật cục một chút và điều này khiến mình khá là khó chịu. Thì về thời lượng pin cũng như là thời gian sạc của hai sản phẩm đều bằng nhau, nhưng mà RS3 có thể tháo rời pin và giúp chúng ta tiện lợi hơn trong quá trình di chuyển. Vì giá tiền của hai sản phẩm khác nhau nên là phần phụ kiện cũng khá là khác nhau, nhưng có một điểm chung là chúng ta đều có phần chân nhựa. Thì phần chân tripod nhựa của RS3 cảm giác chắc chắn hơn so với Crane 4. Và kết luận của tôi như này, RS3 cho một ngoại hình nhỏ gọn hơn, nhẹ nhàng hơn, cũng như là quá trình thao tác sử dụng mượt mà hơn. Còn với Crane 4 chúng ta có thể cân nặng hơn, cũng như là có những tiện ích đi kèm khá thú vị, và chúng ta còn có thể cân dọc nữa. Và trên đây là một số những quan điểm cá nhân của tôi có thể giúp anh em lựa chọn RS3 hay Crane 4. Và nếu anh em thấy clip này hay, hãy like, share, subscribe để đón chờ những clip sau của team chúng mình nhé.